Sáng nay anh em mình có mặt tại mặt cũ, ở đây là ngay chi nhánh của dịch vụ mai táng chạy hồng Hồng Răng luôn nha các bạn. Bữa nay chia buồn cùng với gia đình anh Hội vừa mất đi người cha. Đây chính là cái sự bố trí và sắp xếp của anh em trong đội dịch vụ mai táng của chạy hồng Hồng Răng nha. Mình thấy vừa lên cái bộ đồ vest rất là sang trọng luôn nè, đầu tiên mặc vest luôn nha. Ở đây tất cả các xe chuyên dụng, còn đây là chú chạy, chú răng đó. Vậy giờ các bạn ngầu chưa? Rồi, ở bên đây thì anh em gần đây đang đợi. Thầy đang học để cáo đầu lộn. Đây là cái mâm tổ, quá trời thuốc luôn, mỗi người cây luôn quá. Anh em đầu thì đang mới vừa ăn sáng xong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đội trưởng nha các bạn, với mấy anh em bữa nay nhìn quá trời khác luôn rồi. Quay rồi, lên đồ khác quá, hết như ngày thường rồi. Ngày này có luôn hả? Ngày này có chưa? Chưa. Tổ chưa đại.
Lên xe luôn. Hello Nam. Bữa nay nhìn anh Nam không ra anh Nam ơi. Rồi đi nãy giờ cũng vòng một góc nhỏ của thành phố Gạch Giá và bây giờ cũng đã đến nơi Quả Tán. Ở đây là Hoa Viên Vĩnh Hằng nha cả nhà. Chuẩn bị đưa lên trên cái kệ này để thiêu. Anh em đầu tì thì khiêng những cái vòng hoa mang vào trong để chất trang trí trước, rồi sau đó mới khiêng quan tài nha. Thì quan tài ở đây có máy móc và nhân viên người ta hỗ trợ hết mình nha các bạn. Hello. Mấy anh em nhạc lại we'll be right back.
trong sư thầy sẽ tụng niệm, sau đó nhân viên của hòa viên sẽ hỗ trợ để mà hỏa táng cho ông nha các bạn. Bây giờ anh em mình tranh thủ về luôn nha các bạn.